Nó cứ vậy thôi. Nếu mà Mailbox có ai mà cài á, thì chị có thể cài cho người ta được bằng cách là như thế này. Mình nhấn khởi động đặt lên, nó sẽ có cái trạng thái như vậy. Dạ. Thì mình muốn lấy một cái băng tiếng thì nó rất là đơn giản. Mình nhấn cái function. Đấy, function nha. Rồi, ở trên này nó nhìn thấy có hai cái menu đây, có hai cái option mình chọn đây. Có cái nút tab nhỏ đây. Mình di chuyển qua bên này. Đó. Nó hỏi mình là patch information đấy, đó okay. Cái này mình sẽ cài đặt cái file patch là file XML cho nó và vào cái USB 7.70. Đó, kéo xuống. Họ quá trời đây. Dạ, kéo xuống đây. Đó, patch 7.70. Ha. Dạ, thôi, mình bắt đầu nhắn, thế là nó này là xong. Chờ nó chút xíu. Nó load, khi nó load về thì nó sẽ có cái hiện tượng này. Và nó nói là don't turn up power, tức là không được tắt cái nguồn nó lúc này, nó sẽ mất hết, mình phải cắm vô một cái hot nữa để mình làm lại bên máy tính. Thì giống như nhà máy in nhà mình thôi, mình lần đầu mình sẽ cài cái gọi là driver, cái này thì giống y chang như ngày xưa mình xài những cái máy in hoặc là những cái máy cài driver cho nó. Thì file chức năng là như vậy, nhưng mà trên này nó mô tả những cái tiếng đàn bầu, đàn tranh, sáo nhị gì đó, tiếng thật. Ví dụ như chị thấy em bán một cái sáo đấy đó, là sáng thì bọn em đang làm một cái sampler sáo cho nó phù hợp, nó chuẩn. Rồi em đang làm bên Roland nữa, nên là em có demo trên mạng, cái tiếng nó tiếng tiếng đó là có hai ba lớp, mình làm như thế nào, đánh nhẹ nào, đánh mạnh như thế nào, trong đàn này nó có hiểu. Thì tốt nhất là mình học Vino, nó vậy đó là cái cách cài. Xong rồi lát nữa em sẽ làm thêm một cái video nữa là cách chỉnh sửa và xem lại. Thì ai muốn thì chị có thể chỉ cho hỏi của em, vậy là chị lên update trên cái kênh của em.